Chúa ở cùng anh chị em Và ở cùng cha. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông rằng: Chính tôi là bánh ban sự sống. Ai đến với tôi không hề đói. Ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo với các ông rằng các ông đã thấy tôi nhưng các ông không chịu tin. Những ai cha tôi ban cho tôi sẽ đến với tôi và ai đến với tôi sẽ không bị xua đuổi ra ngoài. Bởi vì tôi từ trời xuống không phải để làm theo ý riêng tôi nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Vậy ý của cha tôi đấng đã sai tôi là thể bất kỳ sự gì người ban cho tôi tôi chẳng để mất nhưng ngày sau hết tôi sẽ cho sống lại quả vậy ý của cha tôi là hễ ai trông thấy người con và tin vào người con thì có sự sống đời đời đó là lời chúa Lạy Chúa Kitô, Lạy Khen Chúa kính thưa cộng đoàn như tôi thưa lúc đầu lễ. Thánh Phaolô nhắc rất rõ, ai tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hay là Thiên Chúa, là đấng cứu chuộc chúng ta, Ngài đã chết để chuộc tội cho chúng ta, nhưng Ngài đã sống lại. Nguyên cái câu đó là lòng tuyên xưng Ai tuyên xưng điều đó Được sống đời đời Chúng ta biết chứ Ai trong chúng ta cũng biết câu đó Nhưng chúng ta có tin hay không Tin có nghĩa là gì? Là có chấp nhận hay không Câu chuyện hư cấu sau đây Tôi kể hai ba lần rồi Hôm nay tôi kể lại Không sao Đó là cuộc bán đấu giá các bức tranh cổ. Chắc nhiều người còn nhớ. Cứ nghe đi rồi suy nghĩ lại sẽ thấy mình rơi vô trong tình trạng đó. Trong các triều đình của Tây Phương có năm thứ bậc công hầu bá tử nam. Công tước, hầu tước, bá tước, tử tước và nam tước. Mình thường nghe bá tước là cái cấp ở giữa đó. Công tướng rồi tới hầu tước tới bá tước tử tước thấp nhất là nam tước năm cái chức đó ở trong triều đình thì có một ông bá tước ở một triều đình của một đất nước ở trung âu vợ ông chết sớm trước khi chết bà sinh cho ông một đứa con trai thông minh rất giống ông và rất nghe lời ông bao nhiêu tình thương dành cho vợ thì ông dồn cho đứa con vì đứa con là hình ảnh của người vợ thân yêu. Ông dạy cho nó đủ thứ điều. Nhưng ông là một người mà bây giờ Việt Nam gọi là đại gia. Một nhà phú hộ giàu có, có lâu đài, có tài sản, có gia nhân, có gia súc, có đất đai và có nhất là một bộ sưu tập các bức tranh cổ rất quý. Những bức tranh thật chứ không phải bộ bản copy của tất cả những danh họa từ Raphael tới Michelangelo. Và mỗi ngày ông dắt thằng bé đó vào, ông chỉ dẫn cho nó về bức tranh này của danh họa nào, cố bố cục của nó dùng màu gì. Ông am tường ông chỉ và thằng bé cũng thích lắm. Nhất là ông dạy cho con ông có tấm lòng yêu cái mảnh đất mình đang sống, cái tổ quốc, cái quê hương, cái đồng bào. Đứa bé lớn lên, đẹp lòng ông. Hai cha con rất yêu thương nhau. Rồi có ngoại xâm, tức là một đất nước khác, xâm lấn đất nước của ông. Đau lòng lắm. Nhưng con ông, một hôm đến xin ông cho đi tham gia kháng chiến. Ông ấy lạnh cả người. Là vì hòn tên mũi đạn, đâu có né ai đâu không có cần biết con mình hay con vua hay con một người dân thường. Nhưng đã lỡ dạy con mình yêu nước, cho nên ông chấp nhận. Và ông nói, con cứ đi, cha sẽ cầu nguyện cho con để Chúa bảo vệ con. Đứa con đi vắng ít lâu, đêm đêm người quản gia gõ cửa và nói, ông, ông chủ có cậu ấm trở về thăm. Mà ở dưới chuồng hay chuồng ngựa đó, Ông đi xuống chuồng ngựa trong bóng tối để gặp con mình với vài kháng chiến quân. Được vài lần như vậy, rồi trước khi mặt trời mọc, họ lại lén đi, sợ quân thủ bắt được. Ông tậm cảm ơn Chúa mỗi lần ông còn gặp con ông. Rồi một đêm, cũng ông quản gia kêu nói, xin mời ông chủ xuống gặp, có mấy người khách. Kỳ này, Người quản gia không nói gặp con ông mà có mấy người khác. Ông có linh tính cái gì? rồi? Ông xuống, mấy người đó dỡ cái mũ trùm ra, không có ai là con ông. Và một người đại diện nói, thưa ba tước, con ông đã hy sinh để chúng tôi chạy thoát trong một mặt trận. Anh đã bị giết và chúng tôi không lấy xác được. Ông ấy đứng lặng người chứ giờ trách ai? những gì ông sợ đã xảy ra. Những gì ông nghĩ đừng xảy ra cho mình lại xảy ra. Những gì ông nói why me thì bây giờ nó đến đúng. Tội nghiệp ông cứ đứng đó. Một trong ba người thanh niên nói để mang ơn người đã cứu sống chúng tôi. Có một họa sĩ nghiệp dư không có danh tiếng gì hết. Đó, đã dùng tấm va tấm ra trải giường đó. Nằm trên mặt trận thì trải trên cái giường gỗ đó, rồi lấy thang trong bếp vẽ lại chân dung con ông. Đây ông xem, họ mở tấm vải cuốn tròn ra. Ông ấy nhìn, ông ấy sững sợ. Đúng là đôi mắt con ông. Đôi mắt đã từng nhìn ông và ông đã từng nhìn lại. Gương mặt, cái mũi, cái miệng vân vân Đẹp vô cùng. Nhất là đó là ảnh người con của ông. Mà bây giờ cái duy nhất ông đang còn. Thân xác ông cũng không lấy được cho nên ông cầm bức tranh áp vào ngực rồi ông đứng lặng người tất cả rơi vô im lặng khi ông mở mắt ra thì mấy người kháng chiến quân đã đi hết rồi còn ông quản gia đứng đó ông ngưng khóc và ông nói sáng sớm hôm mai này đi xuống dưới phố đặt làm cái khuôn đẹp nhất đẹp hơn tất cả các cái khuôn của các bức tranh mà ta đang có trong đại sảnh rồi hãy lòng cái hình của con ta vào đó. Rồi mỗi ngày ông ra đó ông ngắm. Ông không màn để ngắm mấy bức tranh nữa. Ông cứ ngắm bức tranh đó. Ông treo ở cái chỗ vinh dự nhất. Ông chuẩn bị cho cái hậu sự của ông. Ông chết. Ông để lại thư từ. Tất cả sẽ bán đấu giá. Để làm việc từ thiện bao nhiêu người sành điệu tranh cổ ở châu Âu nghe tin ông chết và bán đấu giá bộ sưu tầm các tranh cổ nhau nhau đi mua bởi vì nó đáng giá thật đó quý vị quý vị biết ở New York xa cũng có mấy bức tranh cổ mà cách đây chừng 10 năm đã có mấy người vào thăm và cắt đi đó họ cuốn tròn lại họ cắt sát cái khuôn Họ cuốn tròn lại, họ ném xuống cửa sổ. Rồi ở dưới lái xe đi. Nhưng xui là cái người canh gác cái thư viện, cái bảo tàng viện đó. Họ vào, họ thấy còn khung mà không còn tranh. Họ kêu cảnh sát liền lấy lập tức. Và cảnh sát trận ở phi trường Phật bắt lại được. Họ đem đi liền. Bởi vì mỗi bức tranh không dưới nửa triệu đồng cho nên bây giờ mình lên cái bảo tàng viện đó cửa sổ không có ném đồ ra được và họ canh kỹ hơn dĩ nhiên khung bị cắt cho nên bây giờ phải thâu cái khung lại vì tranh sẽ nhỏ hơn mỗi bên hai tấc mức giá Đây là họ đùng đùng tới để mua luật sư đoàn ba người đi ra gõ búa cuộc đấu giá các bức tranh bắt đầu và ông chủ tôi bảo phải bán đấu giá các bức tranh trước rồi mới tới lâu đài mới tới sự nghiệp gia súc vân vân đất đai ai cũng nhau nhau lên tốt quá đúng rồi tụi tôi đến đây để mua tranh chứ không mua cái gì khác rồi luật sư thứ nhất nói cuộc đấu giá các bức tranh bắt đầu bằng bức tranh sau đây thế là có cái số hiệu một người giúp việc đem bức tranh con trai của ông Ba Tước ra trưng lên cái bục ở dưới họ hỏi tranh ai vậy không có tên cũng không, không ai biết ai vẽ họa sĩ nào không biết vẽ bằng chất liệu gì hình như bằng than chứ không phải bằng dầu hay acrylic hay pastel không không có tên thì bán làm gì họ nhau nhau lên nói ai mà mua một cái tranh vô danh như vậy không ai mua hết xin dẹp đi họ nhau nhau lên nói bán bức tranh khác đi bắt đầu từ Raphael đi hay là Michelangelo họ nhau nhau to lắm cho nên vị mục sư thứ ba mới nói tôi là người thực hành di chúc của ông chủ nghe đây lấy cái thơ ra không bán đấu giá được bức tranh đầu tiên này thì bữa bán đấu giá sẽ kết thúc không bán tiếp nữa giờ thì họ nhìn quanh có thằng ngu nào mua mẹ nó đi cho rồi. rồi Rồi mình mua Bởi vì nó không đáng giá gì Nhưng mà mình mua là mình ngu Mình mua là mình giải Mình là cái người không sành điệu tranh Mới đi mua một bức tranh tào lao thiên binh Họ nhau 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 lên như vậy Thì luật sư bắt đầu nói bức tranh Với giá đầu tiên 10 đồng EQ là rất là rẻ Tuy nhiên 10 đồng EQ là bằng năm lượng vàng đó Chứ không phải chơi Bắt đầu gõ búa lần thứ nhất 10 đồng EQ không thấy ai nói gì. Lần thứ hai, lần thứ ba, tới lần thứ sáu, có một người nói tôi mua. Mấy người sành điệu tranh nó đúng rồi, có một thằng ngu nó mua rồi. Thì mình mới được mua mấy bức tranh khác. Cảm ơn ngu đó nhìn lại ông quản gia của cái lâu đài đó. Từ ngày ông chủ chết, ông về quê. Hôm nay ông đọc báo thấy có bán đấu giá tranh trong lâu đài mà ông từng sống từ nhỏ. Ông trở vô và ông thấy bán đấu giá tranh con của ông chủ là cái người xưa ông đã từng bồng bế ông thương quá không ai mua vì khinh miệt ông lên mua ông giơ tay lên nói là lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba lần thứ mười mười đồng ấy cứ bác này thắng đem bức tranh trao cho bác ông già mới nói khoan tôi không có tiền cho tôi mua chịu được không ba luật sư ngạc nhiên nhìn nhau về được thưa bác được bác cứ nhận tranh cái đã vâng tôi nhận vì tôi biết người này, tôi chấp nhận người này đi về với gia đình tôi. Tôi cũng có phòng ngưỡng mộ và yêu mến người này. Vị luật sư thứ nhất là chủ tịch đoàn mới đọc thơ thứ nhì. Cuộc bán đấu giá tranh kết thúc. Mà hỏi sao kỳ vậy? Đây, thơ của ông chủ. Vị luật sư thứ nhì đọc. Ai mua bức tranh con tôi được tặng tất cả những thứ còn lại. Lâu đài, gia súc tất cả đất đai hết quý vị về ông già này được hưởng tất cả lúc đó ai cũng nói giá mà mình biết giá mà mình biết mình hy sinh 10 đồng ấy cứ mua mẹ nó rồi giờ mình được hết rồi giá mà mình biết họ không biết thì cũng đã đành đi còn chúng ta ai cũng biết hết đó nhưng mà không dám làm ai cũng biết chấp nhận cái người đó thì được tất cả đây hễ ai thấy và tin vào con tôi thì có sự sống đời đời nhưng không chấp nhận sự sống đời đời là gì mình có tin có không mình có thấy là quan trọng không không cho nên mình đâu có thèm chấp nhận chính mình rơi vô tình trạng không được phép nói chữ giá mà bởi vì ai cũng biết mấy người đi mua tranh có quyền nói giá mà tôi biết thì họ tiếc thì đúng nhưng mình mà tiếc là sai là vì ai cũng biết mà không làm không dám mua, không dám chấp nhận. Cái oái quâm của cuộc đời Kỳ Tô Hữu nằm ở đây. Ai cũng biết mà không làm. Hễ ai thấy con tôi và tin vào người con đó thì có sự sống đời đời. Cái câu xác nhận này chính Chúa Giêsu nói, không phải bất kỳ ai nói. Như vậy chúng ta nghĩ sao? Nếu chúng ta có mặt trong cái phòng đấu giá tranh hồi đó chắc chúng chúng ta cũng không ai trách khi chúng ta nói mình đâu có ngu đi mua một bức tranh vô danh tiểu tốt, không biết ai vẽ. Ông quản gia, ông nhận ra đó là con ông chủ. Ông với lòng yêu thương, ông mua, ông được tất cả. Mặc dù ông đâu có biết trước là sẽ được tất cả. Ông nói ông mua chịu mà. Nhưng khi ông được tất cả, giá tiền của tất cả mọi thứ còn lại gấp hàng tỷ lần cái giá tiền 10 đồng EQ. Thưa quý ông bà và anh chị em, mình nghĩ lại phận mình đi. Thứ nhất, mình phải cầu nguyện xin Chúa cho con ý thức điều đó. Con biết hết á. Con biết hãy tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Đấng đã chết vì con để chuộc tội cho con. Con biết, con tin thì con được cả một sự nghiệp đời đời. Nhưng con có tin không? Cái câu mà tôi cứ bị dằn vật đó, Do you really believe? Có thật sự tin cái câu đó không? Câu này là cái câu thứ 40 của chương 6 Thanh Doan. Dễ nhớ lắm, chương 6 câu 40. Cái câu quan trọng nhất đó, của đời Kỳ Tô Hữu. Cảm ơn Chúa cho chúng con lâu lâu nghe lại một chuyện hư cấu, nhưng có liên can tới vấn đề đức tin ơn cứu chuộc và tất cả sự sống đời đời mà Chúa hứa ban. Chúng con có dám chấp nhận hết. Không chấp nhận là do mình. Hay là mình nói tin những cái đó tầm phào. Làm gì có thật cũng do mình. Chúa không trách. Nhưng như vậy là những người đi mua tranh thiệt thòi. Con mình ông quản gia được tất cả. Hay quá quý vị ai đặt ra câu chuyện đó tôi không biết tác giả tôi đọc mấy năm về trước nhưng mà tôi thấy nó quá hay đi cảm ơn tác giả người nước nào tôi không biết tôi mang ơn là vì nó ví dụ một cách rất là khéo léo về vấn đề tôi phải cư xử thế nào nếu tôi hy vọng tôi có được chia sẻ cuộc sống đời đời với chúa thì tôi biết tôi phải làm gì phải tin cái gì phải chấp nhận cái gì không thể mơ hồ được cảm ơn tất cả mọi người đã chịu khó nghe tôi tôi kể mấy lần rồi nhưng có thể có những người nghe lần đầu hay nghe lần thứ hai cũng tốt thôi bởi vì lần nào cũng bắt mình phải đặt lại câu hỏi tôi có muốn có thấy có giá trị của cuộc sống đời đời không nếu tôi muốn tôi phải làm gì giờ tôi biết cách làm rồi chấp nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Đấng đã chịu chết vì tội chúng ta và Ngài đã phục sinh. hết, bao nhiêu đó thôi, à? không có gì khác. Hết. Hình như những chân lý nó rất đơn giản, nó càng rườm ra là mình càng đi vào chi tiết là mình đi lạc. đó, tin mừng mà Thánh Phaolô gọi là kerygma, cái tin mừng cốt lõi đó người trong nước thích chữ cốt lõi lắm, tôi ghét cái chữ đó lắm, dường như có cốt có lõi đúng không? Nhưng mà cái tin mừng cơ bản nhất, chính yếu nhất là cái câu đó. Nếu hỏi tôi tin cái gì, tôi trả lời cái đó. Tôi tin rằng ông Giêsu là con Thiên Chúa. Một. Thứ hai, ông chết để chuộc tội của tôi. Thứ ba, ông phục sinh rồi cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn nghe xin đừng đến <laughs> đến lúc cuối cùng của cuộc đời rồi mà nói một câu giá mà có khi mình đang ham cái gì khác cái vinh hoa nào khác ai hứa với mình cái gì hay hơn chúa giêsu hứa cái mình đi theo đó thì đừng có để đến lúc cuối đời rồi nói giá mà tôi biết có một cặp vợ chồng mừng lễ ngọc hôn phối tức là 60 năm ông cũng tám mấy bà cũng tám mấy rồi con cháu nó rất là vui mừng mấy đứa cháu nội nó hùng nhau nó mua cho hai ông bà cái cặp vé để đi du thuyền trong hai tuần từ Long Beach Nam Cali xuống Mỹ Tây Cơ Cancun rồi trở về đúng hai tuần bao vé hết nó đưa vé cho ông bà nó nói đây là vé bao hết và ở phòng hạng nhất sang nhất đó hai ông bà mừng quá đi nhưng mà rồi đứa nào chở tao ra Long Bích với túi con chở ông và bà cứ chuẩn bị áo quần rồi đem thuốc men theo thôi hết đừng có đem gì khác hai ông bà bàn nhau cái du thuyền nó ăn đồ tây mình làm sao ăn được cho nên mỗi ông bà để vali một thùng mì gói lên đó để ăn cho nó đỡ nhớ thế rồi lên tàu sang thật và vì sang quá mình không quen cho nên lại đâm ra sợ người ta tới giờ người ta nói mời đi dancing thì hai ông bà nói thôi miễn đi dancing cái gì nó đi còn không vững mời chạy đua ra ngoài hồ bơi trên trên bon tàu để tắm thôi 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 khỏi tắm mời đi coi cine không hiểu khỏi đi rồi mời đi ăn hai ông bà nó không được đâu ăn đồ tây ăn không ngon thế là lấy cái phít trong cái xô trong phòng đó nó có để đó nấu nước sôi lên ăn mì gói suốt hai tuần tới ngày cuối cùng hai ông bà bàn nhau bây giờ nếu về mà con nó hỏi ở dưới nhà hàng cho ăn cái gì thì kỳ quá mình phải đi ăn một lần hai ông bà dắt nhau xuống lựa thấy chính cái nhà hàng có ba cái á châu sáu cái một cái người ý một cái hy lạp cái ấn độ vân vân trời ơi thấy mình biết như vậy nó có á châu nữa ông bà đưa vé ra cái đứa nó nhìn nó nói ông bà đưa coi vé ông nói bộ tụi tôi lên đây mà không có vé à không đưa coi nó lật lên nó nói ủa sao từ hồi bắt đầu đi tới giờ không có ăn gì hết vậy ông với bà hỏi là sao làm như tụi tôi ăn gian nói không tiền ăn đã được trả hết rồi bất kỳ nhà hàng nào trong hai tuần mỗi tuần bốn bữa ăn ông bà không xài hôm nay mới xài lần đầu thôi vô ăn mà cũng cay đắng là bởi vì có mà không biết xài giá mà hai ông bà đó biết à, là giá nữa thì đi ăn phải ngon không giá mà biết thôi tôi đã từng nói với quý vị ai sống trong tình yêu mà không nhận ra tình yêu thì sẽ không nhận được tình yêu. Cái đó chắc chắn đúng. Ai sống bên cạnh người thương yêu mình mà mình không nhận ra cái tình yêu đó, chắc chắn mình không nhận được. Nó hay chỗ đó. Ai sống trong ân sủng mà không nhận ra ân sủng thì không hưởng được gì hết về ân sủng. Nó rất là rõ. Chúa ban rất nhiều nhưng tại vì mình không ý thức không nhận ra để rồi đi về thì con cháu nó hỏi sao ông với bà đi vui không à vui ông hơi méo méo chứ rồi mấy mấy bữa ăn ngon không không lẽ nói tụi tao ăn mì gói nói cũng tạm được thôi các cháu à rồi vé đâu rồi xé hết rồi bởi vì nó mở ra nó thấy không có ăn gì hết à là tội nghiệp quá đi tội nghiệp cho ai cho hai ông bà đó Ai sống trong ân sủng mà không nhận ra ân sủng thì cũng không nhận được ân sủng. Ai sống trong tình yêu không nhận ra tình yêu, không biết, không ý thức thì chắc chắn không nhận được tình yêu. Xin cảm ơn. Xin mời cộng đoàn cùng đứng. Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự Chúa đã thực hiện một cuộc trao đổi thật lạ lùng nhằm cứu chuộc mỗi người chúng con. Xin nhậm lời chúng con khẩn cầu, nâng đỡ chúng con trong cuộc sống mỗi ngày và cho hưởng niềm hoang lạc muôn đời mà Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ba, ơn cha. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em Amen. thánh lễ đã xong chúc mọi người đi bình an à, ơn Chúa cảm ơn và chúc một buổi tối thứ tư bình an hạnh phúc trong từng gia đình